Thức giấc với mùa vàng sáng nay sẽ đưa quý vị tới với một trong những vựa rau củ truyền thống tại thủ đô Hà Nội. Đó chính là Hợp tác xã Văn Đức ở Gia Lâm. Nơi đây một ngày cung cấp cho thị trường từ 50 đến 70 tấn rau củ. Cao điểm có ngày có thể lên tới 200 tấn. Chính vì thế mà không khí làm việc của bà con tại đây luôn tất bật và nhộn nhịp từ sáng sớm. Sáng nay thì phóng viên Bảo An sẽ cùng ra đồng với bà con và ghi nhận không khí tại đây. Chào buổi sáng anh Bảo An. Vâng, chào buổi sáng quý vị khán giả. Với diện tích là khoảng 300 hecta thì hợp tác xã này là một trong những hợp tác xã rộng nhất tại Hà Nội. Và bà con nông dân thì đã kết hợp với các doanh nghiệp phân phối bán lẻ để tạo thành một thị trường rất là ổn định cho rau sạch. Chào buổi sáng anh Minh ạ. Vâng, anh Minh ơi, làm thế nào để mình quy tụ được một cái diện tích lớn cho hợp tác xã như vậy ạ? Chúng tôi thì có 1.205 thành viên của hợp tác xã, quy hoạch vùng sản xuất rất là cụ thể, vùng sản xuất rau rồi hoa rồi là cây cảnh, cây trồng rất là đa dạng như là mướp, bầu này, cà này, rồi là rau ăn lá, cải ngọt, cải ngồng, cải canh, một số loại rau khác nữa. Hiện tại thì mình đang theo những quy trình sản xuất nào ạ? Chúng tôi đang áp dụng cái quy trình sản xuất rau an toàn và rau Việt Gáp. Vâng, em cảm ơn anh, em sẽ đi gặp bà con ạ. Vâng. Vâng, chú ơi, từ khi mà làm theo mô hình Việt Gáp cũng như là rau an toàn thì mình có những cái thay đổi gì so với canh tác truyền thống ạ? Xưa kia chúng tôi làm, chúng tôi chưa được học, chưa được tập huấn ấy, thì chúng tôi làm theo cái kinh nghiệm và thời tiết, như thế thì cái năng suất nó không cao, mẫu mã cũng không được đẹp. Vâng. Nhưng từ khi mà chúng tôi được đi học cái lớp tập huấn về làm rau Việt Gáp là sản xuất ra cái sản phẩm an toàn để cho cộng đồng được sử dụng những cái sản phẩm tốt nhất, mang lại lợi ích thiết thực, giá cả cao hơn, dễ bán hơn ra ngoài thị trường. Tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng thì cũng tốt luôn cho đúng cả rồi. Những người sản xuất. Đúng, đúng rồi. Vâng. Và có lẽ là còn một điều kiện nữa, đó là vùng sản xuất rau của hợp tác xã lại nằm gần với sông Hồng, cách xa so với các nhà máy, không gần quốc lộ, không gần bệnh viện, nên là hoàn toàn bảo đảm các yêu cầu khi mà trồng rau không bị nhiễm bẩn, các tác nhân gây bệnh thì cũng được hạn chế tối đa. Thức giấc với mùa vàng trở lại với hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức. Đây chính là hợp tác xã nông nghiệp mà rộng nhất tại thủ đô Hà Nội, rộng gần 300 hecta với hơn 30 sản phẩm rau củ. Mỗi ngày thì bà con tại đây cung cấp từ 50 đến 70 tấn nông sản cho thị trường. Cao điểm có ngày có thể lên tới 200 tấn. Mùa nào thì có loại rau củ nấy. Và thời điểm này thì bà con đang thu hoạch nông sản gì vậy anh Bảo An? Với khoảng 30 sản phẩm nông sản khác nhau thì tại hợp tác xã Văn Đức không có ngày nào là bà con không đi thu hoạch. Và lúc này thì mọi người đang thu hoạch trái mướp đắng. Em chào chị Ngọc. Vâng. Chị ơi, thu hoạch mướp đắng thì cần lưu ý điều gì không ạ? Những cái quả nó vừa tới như thế này thì mình sẽ thu hoạch. Còn những quả nó hơi nhỏ nhỏ hơn như này thì mình sẽ 2 ngày sau mình thu hoạch. Đấy, mình cứ hái bằng tay thôi, không cần phải kéo ạ. Nếu mà cẩn thận thì mình sẽ lấy kéo cắt, còn không thì mình cứ lấy cái ngài bấu cũng được. À vâng, đây em thử bấu. Đó. Mướp đắng thì sẽ cho thu hoạch trong vòng bao lâu? 3 tháng. 3 tháng. Vâng. Mỗi một lứa cắt như này thì một xào có thể là cắt được 4-5 tạ. Cô ơi, cháu thấy mướp nhà mình sai quả quá. Vâng. Cái quá trình mà chăm sóc cây mướp đắng này thì có vất vả không cô? Bao nhiêu năm làm rồi, dễ trồng. Dâm hột vào và các cái khay khi mà nó lên khoảng độ tầm độ 10 phân ý, thì vâng, bắt đầu là mình đem ra cấy. Cái cây này thì nó cũng phải được ưa ẩm. Nó có ẩm thì nó mới lên được. Là thế là mình nghiệm đào hào luôn để cho vừa là tiêu nước. Đấy, chúng tôi đánh luống. Cứ đánh luống theo kiểu cứ 3 luống. Thì là cứ mé ngoài là trồng một hàng. Mé trong trồng một hàng. Cô làm nông nghiệp được bao nhiêu năm rồi ạ? Tôi nói năm nay là tôi sinh năm 51, vâng, 73 tuổi. Vâng. Thì tôi cũng làm ruộng rất là nhiều. Mà hiện giờ là tôi vẫn là đội trưởng của cái đội sản xuất. Thảo nào cô nhiều kinh nghiệm quá. Có những cái lớp nó về nó tập huấn là chúng tôi đều phải đi học. Với những kinh nghiệm đó thì những nông dân của hợp tác xã Văn Đức đã có cho mình được rất là nhiều mùa vàng. Và đặc biệt là có tới hàng chục các sản phẩm nông sản đạt giấy chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Thức giấc với mùa vàng tiếp tục không khí ngày mới tại hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức tại Hà Nội, một trong những khu vực có diện tích trồng rau lớn nhất tại thủ đô, cung cấp cho thị trường hàng chục tấn nông sản mỗi ngày. Nông sản ở đây thì không chỉ xanh, sạch mà còn dễ dàng truy xuất nguồn gốc cũng như là quy trình chăm sóc. Đây là yếu tố quyết định để đảm bảo chất lượng và xuất khẩu ra nước ngoài. Bà con đã thực hiện quy trình này như thế nào anh Bảo An? Ngoài các loại củ quả như là mướp đắng, mướp, bầu, bí, cà thì rau ăn lá như là rau dền và rau cải
cũng là một trong những thế mạnh của hợp tác xã rau Văn Đức. Anh Minh ơi, làm sao để chúng ta có thể đảm bảo được cái yêu cầu rau sạch, rau an toàn ạ? Cái chất lượng rất là khắt khe ạ. Để đảm bảo được cái rau an toàn theo đúng quy định thì chúng tôi có một cái việc là, một là tập huấn cho người nông dân, hai nữa là chúng tôi có đội ngũ giám sát PZ trong quá trình sản xuất của bà con, và bà con thì phải thực hiện cái việc mà ghi chép truy xuất nguồn gốc ngay từ khi làm đất, gieo trồng rồi chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón, đảm bảo theo đúng cái tiêu chuẩn chất lượng cũng như là thời gian thu hoạch cách ly. Đây là một cái việc chúng tôi quản lý rất là chặt chẽ. Vâng, và bà con nông dân, những thành viên của hợp tác xã Văn Đức thì cũng áp dụng rất là nhiều những khoa học kỹ thuật khác nhau để có thể giảm sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật, giúp cho quá trình canh tác rau được an toàn. Anh Tâm ơi, cái màng phủ này này thì mình sẽ phủ lên luống lúc mà thời điểm nào đấy ạ? Gieo hạt thì mình gieo xuống, mình căng là nó mặc cái là mình căng luôn, mưa gió là không bị hỏng. Thế là ngay từ khi gieo mình đã phủ luôn rồi? Mặc cái là mình làm luôn. Nước mưa vào cái là nó hay bị hỏng, hay bị cháy hết lá. Mấy cả vừa chống được côn trùng này, chống sâu bệnh nhiều. Thế thì mình sẽ giữ được cái lá đẹp thì chất lượng tốt, bán được giá hơn. Vâng. Ngoài ra thì bà con mình có những cái cách nào để chống côn trùng nữa mà không cần phải dùng cái thuốc bảo vệ thực vật ạ? Chúng thì mình chỉ mua cái lưới dính đấy, thế là cứ bướm miếc nó bay đấy là dính hết vào là nó không sinh nở, là không nó vào rau của mình là nó đậu vào đây là mai kia sinh nở để trứng ra là mai là thành sâu ngay. Mình lại có thêm cái bẫy dính đấy nữa. Rất là đơn giản và hiệu quả. Cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi và chúc anh có thêm thật nhiều những mùa vàng thắng lợi ạ. Rồi, cảm ơn chương trình. Vâng, nông sản sau khi mà được bà con thu hoạch xong thì sẽ được đưa đến khu sơ chế rộng tới 1.000 m² để có thể tăng được chất lượng của nông sản cũng như là tăng về mẫu mã nữa, giúp cho nông sản bán được giá hơn. Và một điều đặc biệt nữa đó là hợp tác xã thì cam kết sẽ bao tiêu đầu ra cho các nông sản này. Thế nên là bà con lại càng yên tâm trong sản xuất. Có thể thấy là bà con thì yên tâm sản xuất, đời sống được đảm bảo, còn người tiêu dùng yên tâm với các sản phẩm xanh, sạch và chất lượng. Mô hình chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản tại đây đã phát huy tối đa thế mạnh của địa phương để nông sản có giá trị cao, kinh tế địa phương có những bước phát triển mới.